Quân sư mèo. Ngày xưa ngày xưa, có một con yêu tinh độc ác nọ. Ông ta cực kỳ nguy hiểm và có sức mạnh. Đặc biệt là lão ta có thể biến thành hình dạng của các loài vật khác nhau. Ông ta thường biến thành các con vật độc ác để săn con người ở ngôi làng gần đó và ăn thịt họ. Người dân sống ở làng đó lúc nào cũng lo sợ cho tính mạng của mình. Không ai biết ông ta sống ở đâu hay sẽ đến vào lúc nào, ngoại trừ một chú mèo tên là Bớt trong làng. Bớt là thú cưng của một người thợ xây già trong làng. Người thợ xây có 3 người con trai. 2 đứa con trai lớn rất lười biếng và đứa con trai út thì rất siêng năng làm việc. Khi người thợ xây chết đi, tất cả gia tài được chia cho 3 người con. Người con trai cả được một chiếc cối xay. Người con trai thứ 2 là con lừa và người con trai út là chú mèo cưng Bớt. 2 người anh lớn bỏ đi và người con trai út rất buồn. Anh ta nói: "Alas, con mèo này không mang lại lợi ích gì cho tôi cả và tôi thậm chí còn không nuôi nổi nó." Trong lúc anh ta đang ngồi suy nghĩ phải nên làm gì để có bánh mì và bơ, Bớt nhảy vào và nói: "Đừng lo lắng, thưa chủ nhân, tôi sẽ nuôi sống ngài." Con trai người thợ xây không thể tin vào mắt mình và dụi mắt trong sự ngạc nhiên. Anh ta nói: "Cậu biết nói chuyện sao?" "Cha của cậu đã để lại tôi cho cậu. Tôi có thể làm được nhiều thứ lắm đó nhé." "Vậy tôi phải làm gì đây?" "Cậu chỉ việc làm theo lời tôi bảo thôi. Cậu chỉ việc mua cho tôi cái nón, một đôi giày bốt và một chiếc túi thật lớn. Còn lại để tôi lo." Con trai người thợ xây dùng những đồng tiền ít ỏi cuối cùng của mình để mua một chiếc nón có gắn chiếc lông vũ trên đỉnh nón, trông có vẻ thông thái. Một đôi bốt và một chiếc túi lớn. Sau đó mèo mang đôi bốt, đội nón và đeo chiếc túi và hướng về phía khu rừng đi mất. Đó là một chú mèo rất độc đáo. Anh ta gọi đó là chú mèo Bớt thông thái. Bớt lấy một ít cà rốt từ nông trại trên đường đi đến khu rừng và bỏ vào trong túi. Không xa, từ chỗ chiếc cối xay có một chuồng thỏ, nơi mà Bớt mở miệng chiếc túi và đặt ở đó. Sau đó cậu ta trốn. "Thưa bệ hạ, tôi là thân cận của hoàng tử Carabas. Tôi có lễ vật dành cho ngài từ vùng đất của tôi." Từ chiếc túi lấy ra con thỏ béo tốt nhất và cậu ta nói: "Thưa bệ hạ, tôi thành kính dâng lên ngài con thỏ này." Nhà vua nhận lấy lễ vật. Những ngày sau đó, Bớt vẫn đều đặn đến thăm nhà vua, dâng lên thỏ rừng, gà tây, chim đa đa dưới danh nghĩa là hoàng tử Carabas. Cuối cùng, nhà vua nói với Bớt: "Hãy nói với chủ nhân của ngươi là ta rất hài lòng với những lễ vật mà cậu ấy dâng lên." Một ngày nọ, Bớt nghe thấy từ trong lâu đài truyền ra rằng nhà vua và công chúa sẽ đi ngang qua bờ sông. Cậu ta chạy về nhà với chủ và nói với anh ta về chuyến đi của nhà vua. Sau đó cậu nói với anh ta: "Nếu cậu làm theo lời tôi, vận may sẽ đến với cậu đó. Tôi muốn cậu bây giờ hãy ra bờ sông và bơi ở đó. Nếu có ai hỏi tên của cậu, cậu phải nói tên của mình là hoàng tử Carabas, và việc còn lại để tôi lo." Con trai người thợ xây làm theo lời chú mèo nói. Và khi anh ta đang ở dưới dòng nước, Bớt cởi quần áo của cậu ra và để chúng ở trong bụi cây. Khi xe ngựa nhà vua đến, Bớt chạy đến và hét lên: "Cứu, cứu với, làm ơn hãy cứu chủ nhân của tôi, hoàng tử Carabas." Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhà vua ra lệnh cho xe ngựa dừng lại và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Bớt cúi đầu trước nhà vua và thưa:
ơi, thưa bệ hạ, chủ nhân của tôi đang tắm dưới sông thì có ai đó đã đánh cắp quần áo của ngài ấy. Ngài ấy bị chuột rút ở chân và chết đuối mất thôi, thưa ngài. Nhà vua ra lệnh cho lính hầu cận quay về lâu đài và lấy một bộ quần áo đẹp nhất cho hoàng tử. Khi con trai người thợ xây mặc vào bộ quần áo hoàng gia thì trông anh ấy như một vị hoàng tử thật sự. Đây là chủ nhân của tôi, thưa bệ hạ, hoàng tử Carabas. Bớt trịnh trọng giới thiệu con trai người thợ xây cho nhà vua và công chúa. Mặc dù con trai người thợ xây nghèo, nhưng anh ta trông rất tuấn tú và thông minh. Không nghi ngờ gì, họ đều tin anh ta là hoàng tử. Nhà vua mời anh ta đến, ngồi trên xe ngựa và đưa anh ta về nhà. Bớt nói với người đánh xe nơi đến và chạy lên phía trước xe ngựa băng qua cánh đồng. Trên đường đi, Bớt gặp một số người đang làm cỏ khô. Cậu ta dặn dò họ: nếu nhà vua có hỏi cánh đồng này là của ai, hãy nói nó là của hoàng tử Carabas. Nếu các người không nói như vậy, nhà vua sẽ chém đầu các người đấy. Đám người đang làm cỏ khô sợ hãi và hứa sẽ nói đúng như lời nó dặn. Bớt đều dặn dò tất cả những ai mà cậu ta gặp trên đường đi. Sau một lúc, nhà vua đến và hỏi: cánh đồng tươi tốt này là của ai vậy? Đám người làm cỏ khô đáp: là của hoàng tử Carabas, thưa ngài. Nhà vua hài lòng và nói với con trai người xây bột: cậu sở hữu những tài sản tốt đấy. Chạy đến phía trước, chú mèo gặp một tòa lâu đài to lớn, nơi mà con quỷ ăn thịt người sống trong đó. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cậu ta liều lĩnh bước vào trong và nói: ôi, lão yêu tinh đáng kính, tôi thật lòng khâm phục sức mạnh của ngài. Quỷ yêu tinh rất hài lòng khi nghe lời khen. Bớt nói thêm: thưa ngài, tôi muốn nhìn thấy ngài biến hình. Được thôi. Lão quỷ đáp ứng một cách đầy tự hào. Trong tích tắc, con quỷ biến thành một con sư tử và nó lớn tiếng gầm gừ: thật vi diệu khi ngài có thể biến thành một con sư tử to lớn như thế này. Nhưng ngài có thể biến thành một con vật nhỏ hơn một chút được chứ, như con chuột chẳng hạn. Ngài làm được không? Bớt táo bạo đề nghị lão quỷ. Tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Lão quỷ ngu ngốc nói và lão ta biến hình thành một con chuột nhắt bé xíu. Bớt nhảy lên và ngấu nghiến con chuột trong tích tắc. Ngay lúc đó, xe ngựa nhà vua dừng trước lâu đài của lão quỷ. Bớt đi ra ngoài, trịnh trọng cúi chào nhà vua và nói: xin chào mừng bệ hạ đến thăm lâu đài của hoàng tử Carabas. Nhà vua, công chúa và con trai người thợ xây bước vào bên trong lâu đài và được thết đãi bằng một buổi tiệc hoành tráng. Nhà vua rất hài lòng với con trai người thợ xây và nghĩ rằng anh ta rất xứng đáng trở thành phò mã của công chúa. Nhà vua quay về phía con trai người thợ xây và nói: cậu có bằng lòng lấy con gái ta làm vợ không? Thưa bệ hạ, đó là vinh dự của thần khi được kết hôn với nàng công chúa xinh đẹp của ngài. Ngay không lâu sau đó, con trai người thợ xây và công chúa kết hôn và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau trong tòa lâu đài. Bớt trở thành quân sư vĩ đại, sống an nhàn trong suốt cuộc đời còn lại của cậu và không phải đuổi bắt chuột để kiếm ăn nữa. Ngày xưa, có một cô bé thường đội mũ trùm đầu màu đỏ mang thức ăn đến cho bà ngoại của mình. Cô bé rất yêu thích chiếc mũ trùm đầu màu đỏ của mình, nên mọi người thường gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. La 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 la, la 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 la. Cô bé cất tiếng hát líu lo trên đường đi, băng qua khu rừng xung quanh ngập tràn hoa cỏ. Cô bé vui đùa cùng chim chóc và bươm bướm. Đến một nơi nọ, cô bé bị thu hút bởi cánh đồng hoa xinh đẹp đầy màu sắc. Khăn đỏ nghĩ: nếu mình hái những đóa hoa này tặng bà cùng với rượu, bánh ngọt và cả bánh mì nữa, chắc chắn là bà ngoại sẽ rất vui đây. Nhưng mẹ đã dặn mình phải đi thẳng đến nhà của bà ngoại và không được dạo chơi hay nói chuyện với những người lạ. Hái hoa chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nhỉ. Bỏ qua lời mẹ dặn sang một bên, khăn đỏ đi theo con đường mòn và bắt đầu hái hoa.
Trong lúc đang hái hoa, khăn đỏ nhìn thấy những quả mọng ở phía trước khu rừng, bụng cô bé bắt đầu kêu lên. Mình đói bụng rồi, chắc là mẹ sẽ không mắng đâu nếu mình hái những quả mọng kia. Khuôn mặt của cô bé sáng rỡ và bắt đầu đi xa hơn. Và mình cũng sẽ hái một ít cho bà ngoại nữa. Hí, bà ngoại sẽ yêu mình nhiều hơn nữa đây. Cô bé ngày càng đi sâu vào khu rừng để hái những quả mọng đó. Bất thình lình có tiếng động từ bụi rậm truyền ra. Một con sói xấu xí tiến về phía khăn đỏ. Khăn đỏ đã rất sợ hãi khi nhìn thấy con sói. Nè cô bé, đang làm gì ở đây thế? Con sói cố dùng giọng nói ngọt ngào để hỏi. Tôi đang trên đường đến nhà bà ngoại. Nhà bà ở bên kia khu rừng, gần con suối nhỏ. Bà chỉ sống một mình, nên tôi đến thăm bà đây. Khăn đỏ lễ phép trả lời sói. Tên tôi là Khăn đỏ. Vậy ta sẽ đi đến nhà bà ngoại của cô trước để báo cho bà biết là cô đang trên đường đến nhà bà. Còn cô có thể tiếp tục hái những quả mọng kia. Con sói xảo quyệt nói. Này ông sói, cảm ơn ông nhiều nhé. Làm ơn hãy nói với bà là tôi sẽ mang thức ăn ngon đến cho bà. Bà ngoại sẽ rất vui lắm đây. Sói nghĩ thầm. Hôm nay thật là tốt. Mình có thể nuốt chửng một bà già để lấp đầy cái bụng đói này. Và sau đó là con bé con kia để tráng miệng đây. Sói nhanh chóng chạy về phía nhà bà ngoại. Khăn quàng đỏ thì tiếp tục hái những quả mọng ở phía trước. Sau đó cô bé nhận ra mình đã lạc đường mất rồi. Thôi rồi, mình bị lạc đường mất rồi. Bây giờ đường nào để đến nhà bà ngoại? Đường nào để quay về nhà mình đây? Khăn đỏ ngồi buồn bã dưới gốc cây và bắt đầu khóc. Mình nên nghe lời mẹ dặn. Khăn đỏ đang khóc thì có bác thợ săn đi ngang qua. Thấy khăn đỏ khóc, bác thợ săn đến gần và hỏi. Nè cô bé, cháu đang làm gì ở đây thế? Cháu đang trên đường đến nhà bà ngoại. Bà sống ở bên kia khu rừng, gần con suối nhỏ. Nhưng cháu lại bị lạc đường mất rồi. Khu rừng này là nơi rất nguy hiểm đấy. Có rất nhiều loài thú ăn thịt. Hãy đi với ta. Ta sẽ dẫn cháu đến nhà bà ngoại an toàn. Thú dữ ăn thịt sao ạ? Nhưng trông chúng có vẻ tốt bụng mà. Cháu đã gặp một con. À, là ông sói đấy. Là con sói xảo quyệt sao? Ta đã tìm kiếm nó lâu lắm rồi. Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Nó đã đi đến chỗ của bà ngoại cháu trước rồi. Để báo cho bà biết là cháu đang trên đường mang thức ăn ngon đến cho bà. Và cháu sẽ đến nhà bà sau. Này cô bé, chúng ta nên nhanh chóng đến chỗ bà ngoại của cháu thôi. Bà ấy đang gặp nguy hiểm đấy. Khăn đỏ nhận ra mình đã quá nhẹ dạ khi nói cho con sói xấu xa biết chỗ của bà. Cô bé nhanh chóng cùng bác thợ săn đến chỗ của bà ngoại. Bởi vì khăn đỏ cực kỳ lo lắng cho an toàn của bà. Họ nhanh chóng đến nơi. Khăn đỏ gõ cửa và nghe tiếng nói từ bên trong. Ai đó? Cháu là khăn đỏ đây bà ngoại ơi. Cháu có mang thức ăn ngon đến cho bà đây. Khăn đỏ yêu quý của bà. Vào đi cháu, cửa đang mở đó. Bác thợ săn nói. Cháu hãy vào nhà với bà ngoại đi. Trong lúc đó ta sẽ bảo vệ hai bà cháu khỏi con sói đó. Khăn đỏ bước vào trong nhà và thấy bà đang nằm trên giường. Nhưng đó là con sói. Nó đã nuốt chửng bà ngoại vào bụng và giả vờ nằm trên giường. Khăn đỏ lấy làm lạ và cất tiếng hỏi. Bà ơi, sao mắt bà hôm nay to thế? Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn đấy mà. Tại sao tai bà hôm nay to thế? Tai bà to để bà nghe cháu rõ hơn đấy mà. Tại sao mũi bà hôm nay to vậy? Mũi bà to để bà ngửi cháu rõ hơn đó mà. Khăn đỏ thấy những chiếc răng to thì run rẩy hỏi. Nhưng sao răng bà to và nhọn thế ạ? Răng bà to và nhọn để nhai thịt cháu đấy. Món tráng miệng non mềm của ta. Ngay lập tức, sói nhảy ra khỏi giường và tóm lấy khăn đỏ. Khăn đỏ hét lên và ngay tức khắc bác thợ săn xông vào và giết chết con sói. Sau đó mổ bụng con sói và cứu hai bà cháu cô bé khăn đỏ.
Khăn đỏ rất vui mừng khi thấy bà ngoại. Cả hai ôm nhau và nói với bác thợ săn: Cảm ơn bác thợ săn rất nhiều để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Xin hãy ở lại dùng bữa cùng hai bà cháu chúng tôi. Tuyệt, tôi sẽ ở lại dùng bữa cùng hai bà cháu. Sau đó, tất cả cùng nhau thưởng thức bánh, quả mọng và rượu trong vui vẻ. Bánh kép khổng lồ. Ở một vùng đất xa xôi nọ, có một người phụ nữ và ba đứa con sống cùng nhau. Họ rất hiền lành và lương thiện. Những đứa trẻ rất yêu thích các món ăn mà mẹ chúng nấu. Họ thường yêu cầu mẹ nấu những món ăn cho chúng ăn. Một ngày nọ, người mẹ nhờ bọn trẻ phụ mình làm một chiếc bánh kép lớn. Cả ba đứa trẻ đều rất hào hứng và sẵn sàng phụ giúp. Bọn trẻ đều rất bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh. Hai đứa trẻ tách vỏ trứng, đứa còn lại thì chuẩn bị sữa, bột mì và đường. Họ trộn các nguyên liệu lại với nhau để nhồi bột. Sau khi mọi thứ đã xong, họ đổ bột vào chiếc chảo lớn rồi đặt lên bếp. Sau một lúc, người mẹ bảo đứa trẻ lớn nhất hãy lật lại mặt bên kia của cái bánh. Vì vậy, cậu bé tung chiếc bánh lên cao. Nhưng thay vì chiếc bánh rơi lại trong chảo, nó lại rơi ngay xuống bàn. Nó đứng lên và chạy mất. Cả ba đứa trẻ ngạc nhiên há hốc miệng và bắt đầu chạy đuổi theo chiếc bánh. Này bánh kép, cậu hãy dừng lại. Trông cậu thật ngon miệng. Chúng tớ đều đang rất đói đây. Chúng tôi phải ăn cậu đấy. Tôi chạy rất nhanh đấy. Các cậu hãy chạy theo và bắt tôi đi nào. Sau đó, bánh kép chạy xuống đường. Người mẹ thấy bánh kép và nói: Dừng lại đi. Đừng chạy nhanh như thế chứ. Tôi muốn ăn cậu. Bánh kép nói: Ba đứa trẻ yêu cầu tôi còn không dừng lại. Với bà thì cũng vậy thôi. Hãy chạy theo và bắt tôi đi nào. Và nó cuộn lại rồi chạy mất. Chạy được một đoạn đến vườn, con mèo đang ngồi trên tường thấy bánh kép và nói: Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ nuốt chửng cậu nếu tôi bắt được cậu. Nói xong, mèo nhảy xuống khỏi bức tường. Nhưng bánh kép lại nói: Tôi đã thoát khỏi ba đứa trẻ, sau đó là một phụ nữ. Và bây giờ tôi cũng chạy thoát được thôi. Có giỏi thì cậu bắt tôi đi nào. Sau đó bánh kép chạy ra khỏi cửa. Con gà trống đang ngồi ở trước cổng. Nó thấy bánh kép và bắt đầu gáy. Dừng lại, hoặc là tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ ăn cậu đây bánh kép ngon miệng ạ. Bánh kép vừa cuộn lại vừa nói: Này ông không thể ăn tôi được đâu. Tôi sẽ chạy thoát được thôi. Tôi đã chạy thoát khỏi ba đứa trẻ, người phụ nữ và thậm chí là một con mèo cũng không bắt được tôi đó. Tôi chạy nhanh lắm đấy nhé. Có giỏi thì ông bắt tôi đi nào. Gà trống không thèm để ý đến lời của bánh kép và nó bắt đầu chạy đuổi theo. Khi bánh kép chạy đến một cái ao, vịt nhìn thấy nó. Vịt cũng muốn ăn bánh kép, vì vậy nó chạy lạch bạch phía sau bánh kép và lớn tiếng nói: Dừng lại ngay, tôi đói rồi. Trông cậu có vẻ ngon miệng đây bánh kép à. Tôi muốn ăn cậu, cậu đừng mong chạy thoát. Vịt nói, nhưng bánh kép trả lời: Tôi không muốn bị ăn đâu. Trước hết, tôi đã chạy thoát khỏi ba đứa nhóc, một người phụ nữ, thậm chí là một con mèo. Con gà trống đã cố bắt tôi, nhưng cũng không thể. Và bây giờ cậu cũng không bắt được tôi đâu nhé. Có giỏi thì bắt tôi đi nào. Nhưng vịt vẫn tiếp tục lạch bạch chạy theo sau. Đến gần cánh đồng xanh, có một con bò. Khi bánh kép cuộn mình chạy qua cánh đồng, bò la lên: Này, dừng lại đi bánh kép khổng lồ. Trông cậu thật ngon miệng. Để tôi ăn cậu nào. Nhưng bánh kép cười lớn và vừa chạy vừa nói: Xin lỗi quý bà bò, tôi không muốn bị ăn đâu nhé. Đã có ba đứa trẻ, một phụ nữ già, mèo, gà trống và vịt ở gần cái ao cũng muốn ăn tôi.
nhưng bọn họ không bắt được tôi. Quý bà đây cũng có thể ăn tôi nếu tóm được tôi nhé. Nhưng mà còn lâu mới bắt được tôi nha. Nhưng bò lại quá chậm chạp để có thể đuổi kịp bánh kép. Khi bánh kép băng qua khu rừng và đến một con sông, có một con sói đói ở đó. Thấy bánh kép, nó tru lên. Dừng lại đi, đừng chạy quá nhanh như vậy. Không, thưa ông, tôi đang vội lắm đây. Nếu không muốn bị ăn mất và đừng cố tỏ ra thông minh nhé. Ông không thể bắt được tôi đâu. Tôi đã thoát khỏi ba đứa trẻ, một phụ nữ già, mèo và gà trống cũng cố bắt tôi nhưng tất cả đều thất bại. Một con vịt và con bò cũng vậy, chúng đều thất bại hết. Tôi chắc là ông cũng vậy thôi, đừng cố sức nữa. Nhưng ta không muốn ăn cậu, ta chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Sói trả lời. Thật sao? Vậy thì tôi rất vui đấy. Bánh kép nói, nó dừng lại và tiến gần về phía sói. Tôi muốn băng qua sông, nhưng tôi lại không biết bơi. Ông có thể giúp tôi được không? Tất nhiên là được rồi. Tôi rất sẵn lòng giúp cậu. Cậu chỉ việc leo lên chiếc mũi của tôi thôi. Sói trả lời một cách thân thiện. Bánh kép làm theo lời sói. Bánh kép leo lên chiếc mũi của nó. Sói hất bánh kép lên trên cao rồi há to miệng nuốt chửng bánh kép. Rồi liếm mép ngon lành. Trong lúc đó, bò đến con sông, vịt cũng đến sau đó, mèo, gà trống cũng đến nơi, người phụ nữ và ba đứa trẻ cũng vừa đến. Ông có thấy một chiếc bánh kép nào chạy qua đây không? Họ hỏi sói. Chiếc bánh kép à? Đúng rồi. Nó to khổng lồ đúng không? Đúng rồi. Nó có màu vàng nâu đúng không? Đúng rồi. Nó đâu rồi? Cả bọn đồng thanh hỏi. À, nó rất ngon miệng. Sói nói xong thì liếm mép chẹp chẹp. Công chúa và những hạt đậu. Có một vị hoàng tử nọ muốn tìm một cô gái để lấy làm vợ. Là một vị hoàng tử nên tất nhiên chàng sẽ kết hôn với một cô công chúa. Nhưng hoàng tử rất nghe lời mẹ của mình là hoàng hậu. Hoàng hậu đưa ra một yêu cầu rất đặc biệt. Vợ của hoàng tử phải là một vị công chúa thực sự. Bà ấy bắt buộc phải tuân theo lệnh của bà. Trong vương quốc của hoàng tử không có vị công chúa nào cả. Vì vậy chàng phải đi đến những vương quốc khác để tìm kiếm. Nhưng các vị công chúa mà chàng được giới thiệu cho đều có những khiếm khuyết. Người thì có bàn chân quá to, hay chiếc mũi quá dài, hoặc là có giọng nói the thé. Hoàng tử không biết có thể tìm thấy một nàng công chúa hoàn hảo ở đâu. Vì vậy chàng quay trở về vương quốc của mình trong sự thất vọng. Chàng nghĩ rằng mình phải từ bỏ việc tìm kiếm và kết hôn với một nàng công chúa hoàn hảo thôi. Tối nọ sau khi chàng trở về, trời bắt đầu mưa như trút nước và sấm chớp rung chuyển cả bầu trời. Mọi người nằm xung quanh đống lửa lắng nghe tiếng gió lùa. Khi người lính gác cửa nghe thấy tiếng gõ cửa, vị vua lớn tuổi mang giày và ra mở cửa. Đứng trong màn mưa là một nàng công chúa, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, mái tóc vàng của nàng đang ướt và dính chặt vào chiếc cổ xinh đẹp, và nước mưa thấm ướt đôi giày của nàng. Nàng nói nàng là một vị công chúa. Nàng nói rằng nàng đang trên đường trở về vương quốc của mình sau chuyến viếng thăm nước láng giềng, và nàng bị mắc mưa. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được ngay thôi, hoàng hậu nghĩ. Khi công chúa vào trong, chàng được giới thiệu trước mọi người. Đó là một câu chuyện hoang đường mà ta nghe được đấy. Không có vị công chúa nào lại trông nhếch nhác đến như vậy. Tên thị vệ quan sát và nói. Hoàng hậu cũng có mặt ở đó. Bà lấy những hạt đậu khô từ nhà bếp và thận trọng bước về phía phòng khách. Bà lén đặt hạt đậu vào giữa chiếc giường ngủ của công chúa. Kế tiếp, bà ấy xếp 20 tấm nệm lấy trong tủ của Lenin và đặt chúng xen kẽ trên từng lớp và phía trên là hạt đậu khô. Bạn chưa bao giờ thấy một loại nệm như thế này. Tất cả chúng đều là hàng thượng đẳng, trong tất cả các loại tốt nhất, chỉ có thể tìm thấy ở một nơi duy nhất,
là trong cung điện của hoàng gia mà thôi. Chúng được làm từ những sợi lông ngỗng kết thành một dải bông hồng lụa mềm mại, một loại lụa màu tím bóng khác, và được gấp từ những chiếc lông cừu thượng hạng. Thứ ba là những tấm vải muslin mỏng manh màu trắng tinh khiết, và phía dưới là những chiếc lông thiên nga có tấm nệm lót đệm lò xo, thổ cẩm, vải lanh và nệm cỏ, và trên cùng là nệm vải cao cấp được dệt đan xen bằng sợi tơ vàng kim và có chữ chiếc tách hoàng gia trên đó và ấn ký của hoàng gia. Cuối cùng, phía trên cùng của 20 lớp nệm này, hoàng hậu đặt chiếc chăn bằng lông ngỗng. Xong rồi đây, bà ấy lẩm bẩm và thở hổn hển sau một lúc vật lộn với sự cố ngoài ý muốn này. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nàng ta có thật sự là công chúa hay không. Vào buổi sáng, vì công chúa đi xuống dùng bữa sáng, trông nàng có vẻ mệt mỏi. Ôi, công chúa, đêm qua nàng ngủ ngon chứ? Hoàng hậu hỏi. Dạ, không, thưa hoàng hậu. Công chúa đáp lời. Cháu không biết, có cái gì đó trên chiếc giường, thứ gì đó cứng như đá, và chắc lớn bằng viên bi. Cháu nghĩ nó là một hòn bi. Cháu bị chúng đâm thâm tím cả người. Sau đó mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Bây giờ họ chắc rằng nàng là một vị công chúa thật sự. Không có người thường nào có một làn da mỏng manh như vậy. Hoàng tử ngay lập tức lấy nàng làm vợ và lấy những hạt đậu khô ra khỏi chiếc giường, đặt chúng ở trong bảo tàng hoàng gia. Và những hạt đậu này vẫn còn được bảo tồn lại cho đến ngày nay. Cậu bé bánh mì Gingerbread. Ngày xưa rất lâu trước đây, có một cặp vợ chồng lớn tuổi sống trong ngôi nhà tranh ở khu làng nọ. Bà lão rất thích nấu ăn và mỗi ngày bà đều chuẩn bị để làm những món ăn đặc biệt. Một ngày nọ, bà đọc trong cuốn sách công thức dạy nấu ăn có hướng dẫn làm một món bánh nướng tên là Gingerbread. Bà quyết định sẽ làm một cái bánh Gingerbread. Để món ăn của mình tăng thêm hương vị, bà đã sáng tạo ra một hình dạng từ bột, hình của một cậu bé. Bà làm hai mắt trên đó bằng kem vani và đôi môi với kem dâu. Bà cũng trang trí cho cậu bé với màu sắc khác nhau và gọi chiếc bánh là cậu bé Gingerbread. Sau đó bà đưa Gingerbread vào lò nướng. Bà nghe thấy tiếng nói phát ra từ lò nướng. Hãy cho tôi ra ngoài đi, hãy cho tôi ra ngoài đi, trong này nóng quá, làm ơn hãy cho tôi ra ngoài. Hình như có tiếng kêu của ai đó. Ai vậy ta? Bà lão nghĩ thầm và mở cửa lò nướng. Ngay khi cửa lò mở ra, cậu bé Gingerbread nhảy ra ngoài và bắt đầu chạy. Ông bà lão không thể tin vào mắt mình. Trước khi họ nhận ra việc đang xảy ra, cậu bé Gingerbread đã chạy ra ngoài đường. Họ chạy theo sau cậu bé, cả hai đều la to. Dừng lại, này cậu bé Gingerbread, chúng tôi phải ăn cậu, dừng lại nào. Bọn họ vừa chạy vừa thở hồng hộc. Chạy được một lúc nhưng họ không bắt kịp cậu bé. Cậu bé chạy quá nhanh. Cậu bé Gingerbread chỉ cách họ ở một đoạn. Khi băng qua con bò ở trong nông trại, con bò gọi cậu bé. Dừng lại, này cậu bé, dừng lại. Trông cậu thật ngon miệng, tôi muốn ăn cậu. Nhưng cậu bé Gingerbread không dừng lại, cậu bé tiếp tục chạy. Cậu thấy con bò đang ở phía sau đuổi theo. Con bò cố hết sức, nhưng nó vẫn không thể bắt kịp cậu bé. Cậu bé chạy quá nhanh so với con bò. Chạy được một lúc, cậu bé lại gặp một con ngựa. Tôi đang đói bụng đây, trông cậu thật là ngon miệng, tôi phải ăn cậu thôi, dừng lại nào. Nói xong, ngựa chạy đuổi theo cậu bé Gingerbread. Khi Gingerbread thấy ngựa chạy theo sau, cậu bắt đầu chạy nhanh hơn. Ngựa không muốn cậu bé chạy mất. Bên này, cậu bé Gingerbread chạy nhanh để thoát thân. Không nghi ngờ gì, cậu bé đã chạy thoát khỏi sự tấn công của hai ông bà lão và con bò thành công.
cậu chắc cũng sẽ chạy thoát khỏi ngựa nhanh thôi. Vì vậy cậu chạy nhanh hơn con ngựa đói ăn, và rồi cậu bé cũng thoát khỏi con ngựa. Cậu bé Gingerbread đã nghĩ rằng không còn ai có thể bắt được cậu cả. Khi cậu chạy băng qua khu rừng, một con cáo già ranh mảnh đã trông thấy cậu. Cậu bé Gingerbread này là một bữa ăn ngon lành đây. Cáo nghĩ thầm và cất tiếng gọi. Này cậu bé, dừng lại đi, tôi muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu bé biết nó là một con cáo xảo quyệt. Vì vậy, cậu bé không dừng lại và tiếp tục chạy. Cậu cùng con cáo có một cuộc rượt đuổi gay cấn. Không thấy phiền toái chút nào, cậu bé vừa chạy vừa hát. Con cáo cũng không bắt kịp cậu, nhưng cáo vẫn không bỏ cuộc. Nó tiếp tục chạy đuổi theo cậu bé Gingerbread với cái miệng đầy nước miếng. Nó quyết định sẽ dùng kế để lừa cậu nhóc. Ngay khi đến bên dòng suối, cậu bé dừng lại. Cậu không biết bơi. Hơn nữa, nếu xuống nước, cậu e là mình sẽ bị tan biến và chết. Cậu thấy mình cần phải tìm cách. Bây giờ mình nên làm gì đây? Khi đứng trên tảng đá bên bờ suối, cậu nghĩ thầm. Trong khi đó, cáo cũng chạy đến bờ suối và quyết định dùng kế để dụ dỗ. Cáo tiến lại gần cậu bé và dụ dỗ. Đừng lo lắng, tôi sẽ dẫn cậu băng qua suối. Cậu chỉ cần nhảy lên chiếc đuôi của tôi biết bơi. Cáo nói với cậu bé với giọng điệu khéo léo để dụ dỗ. Bấy giờ, cậu bé Gingerbread tin lời cáo. Cậu nhảy lên chiếc đuôi của nó. Đến giữa con sông, cáo nói: Tôi không thể giữ cậu trên đuôi của tôi được nữa. Để an toàn hơn, cậu hãy leo lên lưng của tôi đi. Cậu bé không còn lựa chọn nào khác. Cậu đành phải làm theo lời cáo nói. Cậu biết cáo đang có ý nghĩ xấu xa nào đó trong đầu của nó. Nhưng cậu không để cho cáo biết về sự nghi ngờ của mình. Cậu cũng quá nặng đối với cái lưng của tôi, cáo nói với cậu bé sau khi nó bơi được một đoạn. Cậu hãy nhảy lên đầu của tôi đi. Tại sao không chứ? Sao cũng được. Và cậu bé nhảy lên đầu của cáo một cách thận trọng. Sau một lát, cáo lại nói: Sẽ thoải mái hơn nếu tôi cho cậu leo lên mũi tôi. Chúng ta sắp tới bên kia sông rồi. Cậu có thể tha hồ muốn đi đâu thì đi. Ngay khi cáo bơi tới bờ bên kia, nó ném cậu bé Gingerbread lên cao. Nó nhắm mắt và mở to miệng sẵn sàng nuốt chửng cậu bé trong nháy mắt. Nhưng không có gì rơi xuống miệng của nó. Khi nó mở mắt ra, thấy cậu bé Gingerbread đứng trên cành cây và nói vọng xuống: Chúc ông may mắn lần sau nhé, lão cáo già xảo quyệt. Lần này ăn không khí nhé. Và cậu bé chạy mất tiêu.